Oh, hi, Isabella. What you doing? We're entering the Swamp Oil 500 today. Chào mừng các cậu đã quay trở lại series Phineas and Ferb phần 1. Trong video lần này, chúng ta cùng review những cụm từ hay nhất có trong tập 4 nhé. Let's go. Number 1. What are you doing in Mom's car? You tricked it out. Candace hỏi Phineas và Ferb đang làm gì với cái xe. Phineas trả lời rằng bọn em đang trang trí lại nó. Ta có cụm từ trick something out hoặc là trick out something, nghĩa là trang trí cái gì. Ví dụ, Phineas and Ferb trick out their mom's car. The car is dirty. Let me trick it out. The car is tricked for the race. Number 2. They won't get away with it this time. Khi đã biết được những gì hai cậu em của mình làm, Candace liền chạy sang nhà hàng xóm để mách mẹ. Candace có nói rằng lần này chúng nó sẽ không thoát được đâu. Cụm từ get away with something là thoát khỏi cái gì. Ví dụ, he broke all the dishes. He won't get away with it. He is so rude. He won't get away with that attitude. You couldn't get away with those mistakes. Number 3. Phineas! Hey, Candace is rooting for us. Candace đứng trên khán đài của trường đua và gọi to tên Phineas, nên cậu bé tưởng rằng chị của mình đang nhiệt tình cổ vũ. Ta có cụm từ root for somebody, cổ vũ, ủng hộ ai đó. Ví dụ, Candace is rooting for us. They are all coming here to root for their idol. I need someone to root for me during the race. Number 4. I'm so proud of you girls. And the bow was a nice touch, Gretchen. Isabella cùng đội Fireside Girl tự nguyện hỗ trợ kỹ thuật cho Phineas. Khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, Isabella động viên và cảm thấy rất tự hào về đội của mình. Be proud of somebody, nghĩa là tự hào về ai đó. Ví dụ, Isabella is proud of the Fireside Girls. My parents are always proud of me and my sister. I am proud of myself for getting an A in maths. Number 5. I know I had some around there somewhere. Để thưởng cho chú chuột của mình, Dr. Doop đã mở tủ lạnh để lấy miếng phô mai, nhưng có vẻ ông ta không nhớ mình cất miếng phô mai đó ở đâu. Cụm từ be around here somewhere, nghĩa là ở đâu đó quanh đây. Ví dụ, where's my bag? It's supposed to be around here somewhere. Are you looking for Mr. Doof? He's around here somewhere. I remember putting my phone around here somewhere. Number 6. A blimp is about to hit the broadcasting tower. Over you. Một bình luận viên trên TV nói rằng một khinh khí cầu sắp sửa va vào cột tháp truyền hình gần đó. Cụm từ be about to do something là sắp sửa, chuẩn bị làm gì. Ví dụ, you're about to be a part of history. I am about to be the best. They're about to come in. Và đó là những cụm từ hay có trong tập 4 phần 1 của Phineas and Ferb. Nếu các cậu có đóng góp gì, hãy comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ chúng tớ. See you in the next video.